Tất cả đồ bày trí ở đây, tất cả đều do Thái Bình công chúa dựa theo sở thích của nương nương mà lệnh cho người sắp xếp. Như vậy mới xứng với thân phận tài nữ đương thời của nương nương. Dưới đình lá thu rơi, nhớ chồng vạn dặm xa. Đây chính là nét bút của nương nương được người đời khen ngợi nhất, cũng là câu thơ bản cung yêu thích nhất. Bản công chúa đặc biệt lệnh cho người lòng hoa giàu thơ kết thành bức họa đồ này để ban cho nương nương. Không biết nương nương cảm thấy có vừa mắt? Tham kiến công chúa, miễn lễ. Được công chúa ban thưởng, Uyển Nhi thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, đặc biệt đãi ngộ Uyển Nhi một căn nhà ngoài cung để sống. Chắc là do công chúa đã nói tốt giúp cho sau này nương nương có thể an tâm sống cùng bái quốc phu nhân, phụng dưỡng cha mẹ tới già rồi. Bái quốc phu nhân, có lẽ nương nương vẫn chưa biết là công chúa sớm đã khởi tấu lên hoàng thượng, ân chuẩn lệnh đường sắc phong làm bái quốc phu nhân. Đại ân đại đức của công chúa, Uyển Nhi thật sự là không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ là không có công không dám nhận thưởng. Nương nương có thể yên tâm, bản công chúa không có ý gì khác. Chỉ là tới lúc quan trọng, mong nương nương có thể niệm tình bản công chúa kiên trì thế đơn độc, là một người ngoài cuộc. Uyển Nhi hiểu. Chúng ái khanh, có chuyện gì khởi tấu không? Di thần bẩm báo hoàng thượng, gần đây lưu vực Trường Giang mưa lớn nhiều ngày, dẫn tới nạn ngập úng, mong hoàng thượng hạ chỉ mở khố cứu tế. Lại có nạn ngập úng. Trước đây không phải là mới dân tấu ở Kinh Cơ, Hà Nam, Hà Đông đều xảy ra nạn hạn hán sao? Sao thiên tai lại xảy ra liên tiếp như vậy? Liệu có phải trẫm đã làm sai chuyện gì khiến cho ông trời tức giận không? Hoàng thượng yêu thương con dân, sống thanh liêm tiết kiệm, sao lại có chỗ sai nào chứ? Ý trời khó đoán. Chúng ấy khanh, kế sách nào hay khiến cho trời cao bớt giận dữ không? Hoàng thượng, vi thần cho rằng lập đàn ngoài dùng ngoại kinh thành cầu trời bớt nạn. Chuẩn tấu, chuyện này giao cho lễ bộ chọn ngày lành tiến hành việc này. Thần tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư, ngươi phải chọn ngày lành tháng tốt, sớm dâng tấu lên để bản cung biết mà tiến hành trai giới 7 ngày cùng hoàng thượng cầu trời. Thần lĩnh chỉ. Hoàng hậu, trẫm chăm trước cho nàng, phải chăm sóc tới sinh hoạt bình thường của trẫm đã vất vả rồi. Chuyện này vất vả mệt nhọc như vậy, trẫm không phiền tới nàng, theo trẫm tới đó nữa. Hoàng thượng, chuyện này thái tử đi theo là đủ rồi. Hoàng hậu có thể yên tâm. Hơn nữa, thái tử còn là quân vương tương lai, trẫm cũng muốn nhân cơ hội này để nó quen dần với lễ pháp thiên tử. Chỉ là không biết hoàng hậu, ý hoàng hậu thế nào. Hoàng hậu ý thế nào? Hoàng thượng hãy bảo trọng. Đây là tấm lòng quan tâm lo lắng mà hoàng thượng dành cho thần thiếp. Thần thiếp có thể phản đối được sao? Được. Được rồi. Thật là vô lý. Tế trời là việc quan trọng như thế nào chứ? Thà để thái tử đi chứ không để cho bản cung đi cùng. Bản cung, từ khi được sắc phong tới giờ, bản cung chưa từng gặp phải sự thờ ơ như vậy. Mẫu hậu bớt giận. Có thể phụ hoàng chỉ là phí lời. Ta và ông ấy đã là vợ chồng bao nhiêu năm nay, tính cách của ông ấy thế nào ta còn chưa biết nữa hay sao hả? Đây là mượn cớ, là thoái thác. Được lắm hoàng thượng. Cuối cùng ngươi đã dám đổi sắc mặt với bản cung rồi. Nhưng ta biết
ngươi chỉ là một con cừu mà thôi. Cừu thì đã định trước là sẽ bị sói ăn thịt. Mẫu hậu, không phải là người muốn... Vì tương lai của ta và con, dù không nhẫn tâm cũng phải ra tay thôi. Nhưng mà Thượng quan Uyển Nhi từ trước tới giờ vẫn chưa thể hiện thái độ, sao chúng ta không đợi thêm một vài ngày nữa? Không nhắc đến con tiện nhân đó thì thôi, vừa nhắc đến nó ta liền tức điên lên được. Con tiện nhân đó, chúng ta tặng quà mà nó đã nhận rồi, nhưng không thấy nó có bất kỳ động tĩnh gì. Xem ra khả năng làm ngơ của cô ta còn hơn nhiều khả năng văn vẽ của cô ta. Mấy ngày trước, hoàng thượng ân chuẩn cho các phi tần xuất cung sống bên ngoài, không đến mấy hôm nữa cả nhà cô ta sẽ chuyển vào kinh thành xây dựng nhà ở bậc nhất. Bà mẹ Trịnh thị của cô ta lại được lệnh phong là Bái Quốc phu nhân. Bái Quốc phu nhân. Tất cả những điều đó cho thấy có người đứng ở phía sau cô ta sắp xếp những chuyện này cho cô ta, đấu lại với bản cung. Chắc tại mẫu hậu lại suy nghĩ nhiều đó thôi. Những chuyện này nói không chừng chỉ là sự trùng hợp thôi. Cho dù thế nào, chúng ta vẫn nên nắm được tình hình đã, sau đó tính kế cũng chưa muộn. Mẫu hậu, mẫu hậu uống trà đi. Uống trà đi mà đừng có lắm lời. Quả Nhi, sao con lại đến đây? Quả Nhi biết phụ hoàng gần đây sức khỏe không được tốt, sợ rằng đám nô tỳ hầu hạ người không được chu đáo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người, vì vậy mới bảo bọn chúng lui xuống rồi. Đây là món canh sâm mà Quả Nhi mất rất nhiều công sức chuẩn bị cho phụ hoàng. Phụ hoàng uống đi cho nóng, có tác dụng bổ khí an thần. Trẫm chỉ là bệnh ho bình thường thôi, Khóa Nhi cần gì phải đích thân hầm canh cho ta? Chẳng lẽ phụ hoàng không để Khóa Nhi được hiếu thảo một chút với người sao? Từ khi Khóa Nhi được sinh ra, có khi nào không khiến cho phụ hoàng lo lắng chứ? Bây giờ sức khỏe của phụ hoàng không được tốt, Khóa Nhi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể báo hiếu phụ hoàng. Thật là hiếm có được tấm lòng như con. Cho dù bệnh của trẫm có nặng hơn, trẫm cũng cảm thấy vui mừng. Phụ hoàng, Khóa Nhi không cho phép người nói những lời không may mắn như thế. Hằng ngày Khóa Nhi đều cầu trời khấn Phật phù hộ cho phụ hoàng sống lâu trăm tuổi. Trẫm thấy con giống như là đứa bé kết hai chỏm tóc hoạt bát đáng yêu của ngày xưa. Nhớ lại năm đó, trẫm bị hạ xuống làm Lư Lăng Vương, cùng với mẫu hậu của con bị đưa về phòng châu. Trẫm hàng ngày trông con, bi bô tập nói, chập chững bước đi, ngày ngày dạy con đọc sách, dỗ cho con ngủ. Không ngờ, đã qua bao nhiêu năm trôi qua, trẫm đã lên hoàng đế. Còn con thì đã trưởng thành rồi, ngược lại đã mất đi rất nhiều khoảnh khắc bên cạnh con. Phụ hoàng trách Khóa Nhi đã không ở bên cạnh chăm sóc cho người phải không? Nào, để Khóa Nhi đưa người tới một nơi. Nhanh lên, phụ hoàng, vào đây. Vào đây đi, nhanh lên. Khóa Nhi, đây là Đông Cung, con đưa trẫm tới đây, cẩn thận lại làm ảnh hưởng tới thái tử đang nghỉ ngơi. Lúc này thái tử đã ngủ say rồi, sao không bị làm phiền đâu? Nếu đã biết không còn sớm nữa, chúng ta còn đến đây làm gì? Phụ hoàng, phụ hoàng, người còn nhớ năm đó được hoàng tổ mẫu gọi khôi phục danh vị thái tử, cả nhà chúng ta đã bị nhốt ở đây. Đương nhiên ta nhớ.
Năm đó, mẫu hoàng đặc biệt sai người dây kín vải đen xuống bốn xung quanh. Ý của mẫu hoàng là muốn cả nhà của chúng ta cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi việc đã trôi qua, nhưng vẫn như mới ngày nào. Nhưng Khóa Nhi muốn đưa người đi xem một thứ. Đi thôi, lại đây Khóa Nhi. Khóa Nhi. Khóa Nhi. Đi đâu vậy Khóa Nhi? Nha đầu này, con lại có quỷ kế gì vậy? Đợi một lát phụ hoàng sẽ biết. Con làm gì thế? Cái gì đây? Phụ hoàng thật sự quên rồi sao? Đây là một trong những suy nghĩ nhất thời hứng lên của hai cha con ta năm đó. Chúng ta giết một thứ của đối phương rồi đặt vào chiếc hộp này chôn xuống dưới đất. Hẹn là ít nhất là 10 năm sau mới có thể mở ra đọc. 10 năm sau để xem trí nhớ của ai tốt nhất. Xem ai có thể nhớ được chuyện này. Xem ra cuộc thi này Khóa Nhi đã thắng rồi. Nhớ ra rồi. Phụ hoàng nhớ ra rồi. Nhớ lại năm đó vì nhàm chán và muốn chọc cho con vui, nên tất cả những chuyện quan đường cổ quái để nghĩ tới. Xem khi đó chúng ta giết gì nào. Khóa Nhi, sao con lại vẽ mình gần như thế? Cũng khó trách, những ngày tháng đó thật bần hàn, cả ngày thấp tha thấp thỏm, ăn uống không thấy ngon. Nhưng Khóa Nhi còn nhớ có một món ăn mà mỗi lần phụ hoàng người đều khen ngợi. Món gì thế? Phụ hoàng lại quên rồi. Đó là món yến xào lạc dương. Yến xào lạc dương. Phải rồi, mỗi lần nghĩ tới món này, trẫm lại không thể kềm chế được, nước miếng lại tứa ra. Từ ngày trẫm đăng cơ tới nay, quốc sự bận rộn nên không có thời gian nếm thử món ăn này. Nô tỳ tham kiến công chúa. Ngươi đến rồi à? Để công chúa phải đợi lâu. Nô tỳ xin tự nhận tội. Đừng có lôi thôi. Bản cung gọi ngươi đến là có việc muốn hỏi ngươi. Nô tỳ chỉ nghe, tuyệt đối không nói gì. Ta biết ngươi và người của phòng thượng thực rất thân thiết. Ngươi có biết yến xào lạc dương làm thế nào không? Khởi bẩm công chúa, Mạnh Phù không biết. Nếu như công chúa muốn ăn món đó thì chỉ cần dặn dò thượng thư phòng một tiếng là được rồi. Không cần hỏi nhiều. Không biết thì nghĩ cách học đi. Tóm lại, ta không cần biết là ngươi dùng cách nào. Mau học cách làm đi rồi dạy ta, hiểu chưa? Vâng. Mấy ngày nay tôi mệt quá, khắp người đau mỏi đúng thế. Các chị em tiểu ngư đang hoa, tôi mang quà tới cho mọi người đây. Mau qua đây xem đi. Qua đây xem đi. Nào, ai cũng có phần, ai cũng có phần cả. Mọi người không cần dành nhau nữa. Cảm ơn cho cô này. Cảm ơn. Nào, cảm ơn. Lâu ngày không gặp, cô vừa đến đã tốn kém như thế, khiến cho chúng tôi thật là ngại quá. Đúng thế, cô cũng không còn như trước đây nữa. Chỉ cần cô quên sạch chị em của chúng tôi đã thích lắm rồi. Cần gì nhiều quà thế này? Cô có ý gì vậy? Đừng có nói như thế chứ. Chúng ta là chị em, lẽ nào chúng tôi không hiểu cô sao? Nếu như lần này cô thực sự đến thăm chúng tôi đương nhiên là sẽ vui rồi. Nếu vì Mạnh Xá Nhân sai cô đến đây để tặng quà mua chuột, thì thứ lỗi cho chúng tôi không nhận món quà này được đâu. Trả cho cô đó. Hoàn cho
Không có chuyện đó đâu, hai người đừng có nghĩ nhiều như thế. Thật không? Thôi đi, có phải là cô tức giận vì tôi có đúng không? Cô nhìn xem, lần này quả thật làm cho cô ấy tức giận rồi. Cẩn thận cô ấy quay về cáo tội cô với Mạnh Xá Nhân đó. Tôi không sợ. Được rồi, cô cũng đừng có giận nữa. Tôi tin cô là được chứ gì. Cô có mục đích gì thì nói đi. Làm gì có mục đích gì đâu. Không phải là nhớ mọi người sao? Đến thăm mọi người một chút thôi mà. Ở đây có ai là không hiểu cô chứ? Cô không phải đều là không có việc gì thì... Không đến Bảo Điện sao? Vậy thì tôi nói nha. Tôi muốn mọi người dạy tôi làm món yến xào lạc dương. Yến xào lạc dương này là món ăn mà năm đó Thái Thượng Hoàng thích ăn nhất. Nói về món ăn này thì nó được bắt nguồn từ cây củ cải có vị thơm ngọt, được người dân Hồ Nam trồng. Nghe nói năm đó có một người nông dân đã đem loại củ cải này dâng vào cung và coi như là bảo bối vậy. Nhờ có bàn tay khéo léo của Ngự Thiện Phòng, cắt củ cải thành từng sợi nhỏ. Sau khi Thái Thượng Hoàng ăn xong cảm thấy rất là ngon miệng. Vừa có vị tổ yến cho nên đã đặt tên giả là yến xào. Từ đó khắp nơi trong thành mô phỏng lại món ăn này. Cuối cùng trở thành một món ăn nổi tiếng của Lạc Dương. Thì ra là như thế, vì sao tự nhiên cô lại muốn học làm món này? Tôi chỉ là phụng mệnh của công chúa đến học làm món này thôi. Tôi đoán chắc là công chúa đột nhiên hứng thú lên, không biết được là công chúa lại định làm gì nữa. Nếu biết sớm là nhận quà của người ta mà phải trả giá bằng nhiều mồ hôi công sức như thế này thì tôi không làm đâu. Cô còn nói sao? Không phải là cô nghĩ nhất định nói giúp cô ta đào củ cải đều tại cô. Vốn dĩ chúng ta chỉ cần đồng ý dạy cô ta làm món đó, chứ không cần làm những việc vất vả này. Cô đừng có trách móc tôi nữa. Cô cũng nhận quà của người ta mà. Hơn nữa, nhận quà của người ta thì phải giúp người ta làm việc gì đó chứ. Hơn nữa, người ta còn đích thân mở miệng nhờ giả nữa. Tôi mặc kệ đấy. Dù sao cũng đều là do cô gây ra cả. Hôm nay không phải cô nhất thiết bảo cô ta nói rõ ý đồ thì tôi thấy cô ta cũng không nói ra đâu. Ông trời ơi, con xin thề sau này con sẽ không tham lam nữa. Tiểu Phạm tỷ, hai muội làm gì thế? Tiểu Phạm tỷ, hôm nay bọn muội gặp xui xẻo quá, tự nhiên đi giúp người ta đào củ cải cả một ngày trời. Phải đấy, đào nhiều củ cải như thế để làm gì vậy? Bởi vì chúng muội muốn tìm loại củ cải trắng giống như được trồng ở Lạc Dương Đông Quan. Cái gì? Chính là Tiểu Khánh của Thượng Thực Phòng trước đây đấy. Cô ấy nói là An Lạc công chúa đang yên đang lành lại muốn học làm món yến xào Lạc Dương. Khỏa Nhi, món ăn này sao có mùi rất quen vậy? Mời phụ hoàng nếm thử. Là yến xào lạc dương. Không phải là Khỏa Nhi dặn dò Ngự Thiện Phòng nấu riêng cho trẫm không? Không phải, không phải à. Là do Khỏa Nhi bỏ ra mấy ngày trời học người ta làm đấy. Thật sao? Để làm được món ăn này mất rất nhiều công sức. Con đã vất vả quá rồi. Vì muốn phụ hoàng ăn ngon miệng, Khỏa Nhi không ngại vất vả. Có ngon không ạ? Có phải là không ngon không? Ha 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 ha.
Cũng tạm được, nhưng Trẫm vừa ăn vào thì cảm thấy dường như không phải là Trẫm đang ăn một món ăn, mà là cả tấm lòng của con gái yêu của Trẫm. Nhưng Trẫm nếm thử thứ này thì cũng được, vì những gì Trẫm thường ăn không giống món này. Hơn nữa đây còn là thành ý của con gái của Trẫm mà. Phụ hoàng lại trêu con không thèm chơi với người nữa đâu. Được rồi, coi như là Trẫm sợ con rồi đó. Trẫm quyết định sẽ thưởng cho con, coi như là để an ủi. Con nói đi, con thích thưởng gì nào? Có phải là con muốn gì, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý không? Tất nhiên rồi, không nói chơi mà. Vậy nếu như trừ chuyện này ra, con muốn làm hoàng thái nữ thì không được. Sao lại không được vậy? Dù cho thế nào, Trẫm cũng không cho phép nhắc tới chuyện của mẫu hậu một lần nữa. Khi nào còn Trẫm trên đời, Trẫm quyết không thể để Giang Sơn Đại Đường một lần nữa rơi vào tay người khác họ. Nếu không, ở dưới suối vàng, Trẫm làm gì có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông chứ. Trẫm sẽ chết mà không nhắm mắt. Khóa Nhi hiểu rồi. Cuối cùng con đã hiểu cả rồi. Khóa Nhi, con làm sao vậy? Con không sao, chỉ là con không được khỏe cho lắm. Con muốn về đi nghỉ mà thôi. Phụ hoàng, Khóa Nhi xin cáo từ. Mẫu hậu, Khóa Nhi, con không sao chứ? Cuối cùng con cũng nghĩ ra rồi. Chúng ta đừng đợi nữa, cứ tiến đến bước đường cùng đi. Đang nghĩ gì mà ngay người ra vậy? Tham kiến quận vương gia. Quận vương gia có tâm sự gì sao? Không có gì. Ta chỉ có chút tức cảnh sinh tình mà thôi. Cảm thấy đời người thật khó hiểu. Xin quận vương gia đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần này Mạnh Phàm đến là có chuyện quan trọng muốn nói. Nói đi. Bên phía tiểu phù hình như có động tĩnh rồi. Theo những gì tôi thám thính được, gần đây cô ấy đang âm thầm bày mưu tính kế, đi học cách làm món ăn về tổ yến Lạc Dương. Nấu ăn ư? Chuyện này quận vương gia có thấy kỳ lạ không? Tiểu phụ trước giờ không hề thích vào bếp. Theo tôi suy đoán, chuyện này là do An Lạc công chúa đứng đằng sau chỉ đạo. Chưa biết chừng người thực sự muốn học món ăn này lại là An Lạc công chúa. Năm đó tôi còn ở bên hoàng thượng hầu hạ cả nhà của người, biết rằng món ăn mà hoàng thượng thích nhất chính là món tổ yến Lạc Dương này. Vậy An Lạc công chúa, cô ta làm như vậy là có ý gì? Cũng có khả năng là An Lạc công chúa muốn lấy lòng hoàng thượng để đòi có được quyền hành. Cô ta muốn nhân lúc hoàng thượng còn chưa quyết định lập di chiếu thế nào để mưu lợi mục đích riêng sao? Thật không ngờ cô ta lại có mưu đồ như vậy. Vì mưu lợi riêng mà không từ thủ đoạn giả tình giả nghĩa để lấy lòng hoàng thượng. Xem ra cô ta đã dần dần điều tra ra, bao năm nay hoàng thượng bị khống chế trong tay hai mẹ con cô ta, ông ấy đang dần dần thoát ra đó. Đó là ý muốn phản kháng thông thường. Gần đây điều mà tôi lo lắng là một khi hoàng thượng từ chối yêu cầu của công chúa với tính cách quái gở của công chúa, chắc chắn cô ta sẽ không cho qua đâu. Thật không dám tưởng tượng công chúa lại có thể làm những chuyện như vậy.
Xem ra chúng ta phải tăng cường cảnh giác, chuyện gì cũng phải hành sự cẩn thận, lưu ý đến cô ta và hoàng hậu, nhất cử nhất động của bọn họ đều không được bỏ qua. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Phụ hoàng, đừng gọi nữa. Có Hỏa Nhi ở đây hầu hạ người, chẳng phải là được rồi sao? Hỏa Nhi, sao con lại tới đây? Phụ hoàng ngày đêm chăm lo việc nước, nhưng cũng phải bảo trọng long thể chứ. Người xem bây giờ là canh mấy rồi mà phụ hoàng còn không đi nghỉ đi, vẫn còn ở đây để phê duyệt tấu chương chứ. Hỏa Nhi sợ rằng phụ hoàng bận biểu đến cả quên ăn, bụng trống không mà không để ý, vì vậy làm gì có sức để làm việc chứ. Vậy nên Hỏa Nhi làm mấy chiếc bánh yến mang tới phụ hoàng để thưởng thức. Tốt, ngoan lắm. Hỏa Nhi, ăn cùng phụ hoàng đi. Hỏa Nhi không đói. Hỏa Nhi chỉ cần nhìn phụ hoàng ăn là đủ rồi. Được. Ngon lắm. Hỏa Nhi, cả đêm trẫm suy nghĩ. Có vài lời này hơi khó nghe, nhưng không thể không nói với con. Con phải biết, mọi chuyện trong thiên hạ, có những chuyện sau khi con đạt được rồi, khi ngoảnh lại, mới phát hiện ra rằng nó không như mình đã từng nghĩ. Nhìn qua thì có vẻ hoàn hảo, nhưng khi con nhìn kỹ lại, khi con còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chắc con cũng có cảm giác như vậy rồi. Mỗi khi con nhìn thấy một món đồ chơi mới, con sẽ làm đủ mọi cách, nghĩ trăm phương ngàn kế để có được nó trong tay. Khi có được nó rồi và chơi được vài lần, con mới phát hiện nó chỉ có thế mà thôi. Thậm chí phụ hoàng, ngươi đừng nói nữa. Hỏa Nhi hiểu ý của người rồi. Tốt, hiểu rồi thì tốt. Ngon lắm. Hỏa Nhi à, cũng giống như là chiếc ghế rồng này của trẫm, tuyệt đối nó chẳng phải là chiếc ghế tuyệt vời mà mọi người vẫn nghĩ đâu. Chỉ là vì nghĩa vụ mà trẫm phải ngồi mà thôi. Chuyện này rất khó để con có thể hiểu được, nhưng còn trẫm thì lại thể nghiệm nhiều rồi. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào bánh này khởi bẩm phụ hoàng, trong bánh này con đã cho thêm một vài nguyên liệu đặc biệt. Chẳng phải phụ hoàng đã từng nói chỉ cần có thể ăn món ăn của Hỏa Nhi làm thì sẽ có cảm giác rất khác sao? Con Hỏa Nhi, con thật độc ác. Trẫm coi con như châu như ngọc. Thật không ngờ con lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này, dám mưu sát phụ hoàng. Con
Tại sao? Con nói đi, tại sao? Phụ hoàng hỏi tại sao ư? Vậy hãy để Khỏa Nhi nói cho người biết. Là bởi vì Khỏa Nhi thật sự rất muốn thứ cảm giác ngồi trên chiếc ghế này. Thật ra Khỏa Nhi nào dám có ý nghĩ sai trái gì. Nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra đối với Khỏa Nhi như vậy khiến Khỏa Nhi không thể không làm chuyện này. Một người nếu như không thể có được quyền năng chí cao vô thượng thì sẽ không bao giờ được làm chủ cuộc đời của mình. Nhớ lại năm xưa, cũng chỉ vì con không có quyền lực nên mới khổ sở như vậy. Vậy mà hiện giờ người lại nói với con những thứ đã có trong tay lại không tốt như mình nghĩ. Chiếc ghế mà người ngồi không có gì là hay ho cả. Nhưng con phải nói cho người biết, nếu như con không làm được hoàng đế thì con cũng không chịu làm một kẻ vô chức vô quyền luôn thất bại đâu. Phụ hoàng có hiểu không? Con đã hạ quyết tâm rồi. Nếu không nắm được quyền lực thì thề không từ bỏ. Cho dù là ai, nếu ai ngăn cản, con sẽ khiến cho người đó phải chết. Rồi, người cuối cùng đã chết rồi. Người cuối cùng đã chết rồi. Ai? Giỏi, giỏi. Nương nương uống chút trà nóng đi. Sao thế? Ta luôn cảm thấy đêm nay tâm trạng bất an. Đêm nay ánh trăng thanh khiết, tĩnh như biển sâu, chắc sẽ là không có chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu nương nương, An Lạc công chúa giá đáo. Hoàng hậu và công chúa đến đây giữa đêm, nhất định có chuyện. Tiểu Nguyệt, ngươi lui trước đi. Nô tỳ tuân lệnh. Mẫu hậu chậm thôi. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, miễn lễ. Muội muội, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi? Muội muội, hoàng thượng băng hà rồi.
Hoàng thượng đã băng hà rồi. Điều này, chuyện này sao lại đường đột như vậy? Có phải nương nương, có phải hoài nghi không? Triều Dung không dám, chỉ là thấy kỳ lạ. Hoàng thượng chết thế nào vậy? Hoàng thượng phê tấu chương ở Thần Long Điện, đột nhiên phát bệnh mà qua đời. Mẫu hậu, hoàng thượng làm việc quá sức, sức cùng lực kiệt, tận lực vì quốc. Sau khi chết mới biết cầu nhân được nhân, không quán trách. Đúng thế, hoàng thượng ra đi quả thật là quá nhanh, vì thế mới không kịp triệu muội muội đến nghe di chiếu. May mà trước khi hoàng thượng băng hà có để lại thánh dụ. Trước khi lâm chung, hoàng thượng có để lại thánh dụ ư? Đúng thế, thánh dụ của hoàng thượng là cho bản cung tiếp nhận ngôi vị hoàng đế đại đường, lập An Lạc công chúa làm hoàng thái nữ. Chiêu Dung nương nương, không phải nương nương có ý kiến gì về thánh dụ trước khi lâm chung của hoàng thượng chứ? Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ là cho rằng thánh dụ của hoàng thượng liên quan đến giang sơn xã tắc, phúc họa của vạn dân thiên hạ. Điều này, hoàng hậu nương nương, sao hoàng hậu không triệu tập quần thần công bố trước mặt họ? Không, không được, không được muội muội à. Mẫu hậu, muội muội không được, không được. Để tránh dẫn đến tranh giành, gây điều tiếng bên ngoài, tỷ tỷ cho rằng chuyện hoàng thượng băng hà vẫn nên tạm thời không nên tuyên bố, đợi muội muội thay bản cung viết xong di chiếu rồi mới công bố ra ngoài mới thỏa đáng. Không phát tang lại vội vàng đến vậy, thì ra để ép ta thay bọn họ giả tạo di chiếu. Muội muội, ngày đó lúc muội muội làm nội xá nhân đã từng viết chiếu thư rồi. Sau này sắc phong Chiêu Dung, liền thay hoàng thượng phát thảo thánh dụ ngày thường. Bây giờ hoàng thượng không còn nữa, muội thay hoàng thượng viết di chiếu là người thích hợp nhất. Nhưng di chiếu là chuyện lớn, không thể làm qua loa. Nhưng nếu không làm theo thánh ý, chúng ta ăn nói sao với hoàng đế chứ? Muội muội, hơn nữa, nước không thể một ngày không có vua. Lẽ nào muội muội lại muốn chính mắt nhìn thấy hoàng thất đại đường tranh giành lẫn nhau sao? Thần thiếp không dám. Được, nếu đã như vậy, muội hãy thay bản cung lập tức viết di chiếu. Mau lên. Tỷ tỷ, chuyện này lâu dài hãy nói. Thánh chủ hoàng thượng, vì long thể hoàng thượng không tốt, đang nghỉ ngơi ở Thần Long Điện, không thể lâm triều chính thính. Chư vị khanh gia có thể bãi triều. Bãi triều là chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Hoàng thượng cáo bệnh không đáng kinh ngạc, nhưng tại sao lại chọn nghỉ ngơi ở Thần Long Điện? Nếu như hoàng thượng muốn nghỉ ngơi, cũng nên lui về Tử Thần Điện mới phải. Huynh có tới Thần Long Điện thăm hoàng thượng chưa? Ta vốn dĩ muốn đích thân tới hỏi hoàng thượng, nhưng thị vị truyền lời hoàng thượng dưỡng bệnh không được làm phiền, ta cũng không còn cách nào. Ngài có nghĩ hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì không? Ta cũng không rõ. Có điều ta lo là chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, nhưng do thân phận mình, ta cũng không tiện hành sự. Ngài muốn nô tỳ giúp ngài thăm dò tin tức của hoàng thượng. Hiện giờ trong cung nhiều nhất chính là cung nữ biết rõ tin tức nhất, cũng là cung nữ. Nàng trong cung cũng quen biết nhiều, hãy nói họ thăm dò xem tin tức ở Thần Long Điện thế nào. Ta tin cũng không phải là chuyện khó, vì hoàng thượng nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.
nghĩ được cách thăm dò sự tình thế nào. Có điều lần hành động này có thể nguy hiểm rất lớn, nàng hãy cẩn thận. Có nguy hiểm thì phải tự bảo trọng trước, đừng có manh động tránh rơi vào tay người khác. Nô tỳ đã ở trong cung nhiều năm, cũng hiểu rõ quy tắc trong cung. Ngài không phải lo lắng. Vậy ta đợi tin nàng. Tiểu Ngư, Đan Hoa, Tiểu Phù Tỷ, tỷ là thượng nghi, không bận sao? Sao lại có thời gian rỗi để tới thăm bọn muội? Hoàng thượng Long Thể bất an, đang nghỉ ngơi ở Thần Long Điện. Mọi việc lớn nhỏ ở trong cung đều phải cắt giảm. Vì vậy ta mới có thời gian tới nói chuyện cùng với mọi người đây. Chẳng trách là nghe mọi người nói là bệnh nhỏ là phúc. Có điều đây còn là phúc của mọi người. Cô nói nhỏ thôi, nói như vậy là phạm tội đại bất kính đấy. Tính tình hoàng thượng chắc cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Nếu không khẩu vị sao vẫn tốt như vậy. Vậy sao? Vậy muội nhìn thấy hoàng thượng rồi? Muội không có. Một con nữ nhỏ như muội sao lại có cơ hội được nhìn thấy long nhan chứ? Nhưng đồ ăn của hoàng thượng là do thượng thực cục làm. Người ăn bao nhiêu bọn muội đều biết mà. Tất cả các bữa đều không còn thừa lại bao nhiêu. Các cô nói xem khẩu vị của hoàng thượng có phải vẫn rất tốt không? Thu Hoa, Tiểu Phàm tỷ, không phải là muội làm việc ở thượng tẩm cục sao? Sao lại tới thượng thực cục lười biếng như thế này? Muội thấy không phải là lười biếng, là đói bụng rồi đúng không? Mau cầm lấy bánh hoa cô thích ăn nhất đi. Cảm ơn nhé. Hoàng thượng dưỡng bệnh, thượng tẩm cục các muội phải bận tới mức không rời đi được chứ? Sao muội còn có thời gian chạy tới thượng thực cục thế này? Muội cũng tưởng là bọn muội sẽ rất bận, không ngờ hoàng thượng dưỡng bệnh, ngược lại lại khiến bọn muội bớt đi không ít việc. Thật vậy sao?